Hello, mình xin chào tất cả các bạn nghe. Trong bộ dụng cụ quân lụa đó, cái phần cồng kềnh nhất đó là cái thùng chụp phim hay là gọi là cái bàn chụp phim đó các bạn. Thì ngày hôm nay mình cũng xin phép được review lại cho tất cả các bạn xem những mẫu thùng chụp phim đó. Rất là đơn giản. Chúng ta xem hình ảnh này, mình được nhận từ tất cả các bạn, một số nước trên thế giới đấy các bạn. Những người này đã học online từ mình và họ đã tự làm vô phần hướng dẫn của mình á. Và gửi hình ảnh về, mình tổng hợp lại cho tất cả các bạn xem để chúng ta nhìn vào đó làm cơ sở để chúng ta tự chế tạo ra một cái thùng chụp phim các bạn nhé. Nếu mà chúng ta chế tạo được thì chúng ta sẽ đỡ tốn đi tiền bạc triệu đó. Nào, chúng ta cùng xem. Mời đèo cao lộng gió, ta chia tay giữa trời mùa hạ. Hạ rừng vàng lưu luyến phút chia ly. Ngày về xuôi tôi trao em chiếc lá, hai bên đường vội vã bước hành quân. Chia tay em tôi về miền Hà giữa phong ba. Mắt em là cá bầu trời. Dặm đường dài mộng mi em ơi, ta phiêu du như đóa bồ công anh. Như núi ngàn năm chờ đợi, trời ngàn năm xanh thì nơi đèo cao lộng gió, ta chia tay giữa trời mùa hạ. Hạ rừng vàng lưu luyến chia ly. Ngày về xuôi tôi trao em chiếc lá, hai bên đường vội vã bước hành quân. Chia tay em tôi về miền Hà giữa phong ba. Mắt em là cá bầu trời. Dặm đường dài mộng mi em ơi,